Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 20 trang 9 tập làm văn miêu tả đoạn vật chuẩn bị cho bài kiểm tra viết. Chọn viết theo một trong 4 đề bài sau. Tức là các em sẽ có 4 đề bài và các em sẽ chọn viết theo một. Các em sẽ chọn một trong 4 cái đề bài để mà các em viết. Thì đây cô Vương sẽ trình bày ở đây. Thứ nhất là đề 1, tả chiếc cặp sách của em. Đề 2, tả cây thước kẻ của em. Đề 3, tả chiếc bút chì của em. Và đề 4 là tả cái bàn học ở lớp hoặc là ở nhà của em. Thì các em sẽ cùng theo dõi những bài văn tham mẫu tham khảo như sau. Đề 1 là tả chiếc cặp sách của em. Đồ vật gần gũi và thân thuộc nhất đối với mỗi hậu người học sinh có lẽ là chiếc cặp sách. Bước chân tung tăng tới trường, ai ai cũng đều khoác trên vai chiếc cặp sách xinh xinh. Em cũng giống như vậy. Em rất yêu chiếc cặp sách của em, đó là món quà mà mẹ tặng cho em nhân dịp đầu năm học mới, cũng là người bạn thân thiết của em. Thế như vậy, đầu tiên mở bài thì các em sẽ giới thiệu về chiếc cặp sách của mình. Rồi tiếp theo phần thân bài, các em sẽ miêu tả chiếc cặp sách của mình. Chiếc cặp của em có hình hộp chữ nhật. Cặp đủ to và rộng để em có thể đem đủ sách vở cho mỗi ngày đến trường. Nó được làm bằng vải bò, chất liệu bền và không dễ bị rách. Có hai quai đeo phía sau để em có thể đeo lên vai mỗi khi tới trường. Mẹ em thật tinh ý khi lựa cặp màu xanh lam cho em, đó là màu sắc mà em vô cùng yêu thích. Màu xanh là màu của niềm tin và hy vọng. Em bước vào năm học mới với biết bao kỳ vọng và mong mỏi gặt hái được thật nhiều thắng lợi. Phía trước cặp có thêu hình chú mèo con đáng yêu đang tung tăng trên đường. Em tuổi mèo và mẹ và em cũng rất thích mèo. Mỗi lần ngắm nhìn chiếc cặp là em lại đưa tay mân mê chú mèo con xinh xinh ấy. Phía đường viền nắp cặp có màu vàng. Trên nền xanh lại có viền vàng nhìn rất nổi bật và bắt mắt. Từng mũi may được may một cách tỉ mỉ và tinh xảo. Khóa của cặp được làm bằng sắt xi bóng nhoáng, không sợ bị hoen dỉ. Mặt sau của chiếc cặp cũng là màu xanh lam nhưng đậm hơn ở phía trước. Mẹ nói màu đậm như thế thì sẽ nhìn rất sạch sẽ, dù con có lỡ dây bẩn cũng khó nhìn ra. Dây quai cặp cũng là màu xanh đậm, có lót đệm nên rất êm. Những ngày phải mang nhiều sách vở đến lớp khoác trên vai chiếc cặp, em không hề cảm thấy đau một chút nào. Mở cặp ra, phía bên trong có 3 ngăn, một ngăn chính và hai ngăn phụ. Mỗi ngăn được ngăn cách bởi một lớp vải dù mềm và chắc. Ngăn chính em xếp sách vở ngay ngắn gọn gàng vào. Hai ngăn phụ em để dành xếp giấy tờ và dụng cụ học tập. Bố trí khoa học như vậy nên mỗi lúc mà em mở cặp để tìm kiếm đồ vật gì đều không phải mất quá nhiều thời gian. Đóng nắp cặp lại, em còn được nghe tiếng kêu lách tách, nghe thật sự rất vui tai. Chiếc cặp sách là một đồ vật vô cùng hữu ích. Nó giúp em bảo quản sách vở chứa đựng nguồn tri thức của em, cặp đồng hành với em mỗi ngày nắng mưa tới trường. Em coi cặp giống như người bạn thân của em. Em sẽ giữ gìn cẩn thận để cặp luôn được bền và đẹp. Rồi tiếp theo đề 2 là tả cái thước kẻ của em. Minh Anh là bạn thân nhất trong lớp của em. Mùa hè vừa rồi bạn phải chuyển nhà theo gia đình vào vùng đất mới. Trước khi đi bạn có tặng cho em một món quà là một cây thước kẻ. Đó là món quà em vô cùng trân trọng. Chiếc thước kẻ được bọc trong một lớp vỏ màu cam tránh cho việc nó bị xây xước.
Mỗi khi muốn dùng, em chỉ cần nghiêng nhẹ là thước sẽ trượt và xuất hiện trước mắt em như trò ảo thuật. Thước dày dặn và chắc chắn, chiều dài 20 cm, chiều ngang mỗi cạnh là 2 cm. Thước có màu lam, đó là màu em vô cùng yêu thích. Tên thước, trên thước có dính một mảnh giấy nhỏ xinh xinh với dòng chữ NAM. Minh Anh đã nắn nót viết tên, viết trên đó dòng chữ tặng Ngọc Thảo, đánh dấu rằng đây là chiếc thước của riêng em, độc nhất vô nhị. Mỗi lần nhìn nét chữ ấy, em đều bật cười và nhớ đến người bạn của mình. Trên mặt thước được khắc từng vạch kẻ màu đen đậm và rõ ràng, giúp em sử dụng một cách thuận tiện hơn rất nhiều. Chiếc thước luôn được em giữ gìn một cách cẩn thận. Đó không chỉ là món quà bạn thân tặng cho em, mà còn là người bạn thân thiết của em, giúp em vạch từng dòng kẻ ngay ngắn và đồng hành với em mỗi khi học tập. Tiếp theo đề 3, tả cây bút chì của em. Đầu năm học mới, em cùng mẹ đi nhà sách để chuẩn bị đồ dùng học tập. Tại đây em đã thấy được một chiếc bút chì xinh xắn mà em rất ưng ý. Mẹ đã mua tặng em chiếc bút chì ấy như một món quà nhỏ để động viên em trong học tập. Chiếc bút chì có hình dáng thon và dài. Độ dài của nó khoảng 15 cm, toàn thân được phủ một màu trắng sữa, nhìn rất hài hòa và mát mắt. Nhìn bao quát thật giống một chiếc tàu vũ trụ thu nhỏ, chỉ cần khởi động là có thể bay tới tận những hành tinh xa xôi bên kia. Chiếc bút chì được phân ra thành 3 bộ phận nhỉ. Đầu bút thì có một chiếc nắp nhỏ xinh xắn nhìn như chiếc mũ, mở nắp ra bên trong là một cái tẩy nhỏ xinh màu trắng nhỏ. Chiếc cục tẩy này giúp ích em rất nhiều khi cần tẩy những thứ không cần thiết. Mẹ dặn cho cần là phải rèn cái tính cẩn thận và sạch sẽ để hạn chế dùng tới cục tẩy. Em luôn ghi nhớ lời mẹ chỉ bảo, không để chiếc tẩy nhỏ xinh này bị mòn đi quá nhanh. Thân bút chì có hình lục giác, góc cạnh, điều này thuận lợi giúp cho bút chì không bị lăn khi em đặt chú ta trên mặt phẳng. Trên thân bút được khắc một dòng chữ tiếng Anh màu nâu, ngòi bút chỉ thon nhọn, chì thang lộ ra màu đen, nhọn nhọn. Mỗi lần chì hết em lại gọt thật cẩn thận, không gọt quá nhiều để tránh ngòi chì bị gãy. Cũng không gọt quá ít sẽ khiến ngòi bút nét không được thanh. Mỗi lần sử dụng bút chì, ngòi bút lại vẽ lên những cái nét màu đen đậm và chắc. Em rất thích dùng chiếc bút chì này vào mỗi giờ mỹ thuật. Nó khiến cho mỗi nét vẽ của em thêm uyển chuyển lại, vẫn đậm và chắc. Em rất yêu chiếc bút chì này, biết rằng một ngày nào đó bút chì gọt hết sẽ không thể dùng được nữa. Nhưng em vẫn luôn giữ gìn một cách cẩn thận, vì đó là món quà mẹ tặng em, cũng là người bạn thân thiết và gần gũi trong học tập của em. Tiếp theo đề 4, tả cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà của em. Đầu năm học lớp 4, ba em tự tay đóng cho em một cái bàn học bằng gỗ ép rất đẹp. Mẹ em đem cái bàn xinh xắn ấy đặt bên cửa sổ trong phòng em, bên cạnh là một giá sách, tạo cho em một góc học tập hết sức lý tưởng. Cái bàn được ba em tự tay đóng lên rất vừa với em. Cái bàn cao khoảng 0,7 m, mặt bàn rộng khoảng 0,35 m, dài 0,6 m. Ngăn của chiếc bàn được ba em chia thành hai hộp, một hộp lớn để đựng rộng rãi một chiếc cặp sách, một hộp nhỏ dùng để đựng giấy kiểm tra, bút, thước kẻ. Đặc biệt cả hai ngăn bàn đều có thể
kéo ra, đẩy vào. Mỗi ngăn có một bộ khóa nho nhỏ xinh xắn. Bàn được làm bằng một thứ ván ép màu nâu, hình vân nổi rõ trên nền gỗ sáng bóng như trông như màu hổ phách rất đẹp. Mỗi khi ngồi vào bàn học, em luôn cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ bởi chiều cao vừa vặn của nó so với chỗ ngồi của em, nhưng cũng có lẽ bởi tình cảm và sự tin yêu của ba mẹ gửi vào từng góc bàn, từng ngăn bàn. Em cảm thấy cái bàn như một người bạn nhỏ, luôn dang rộng vòng tay và hân hoan chờ đón em, cùng em tiến bộ từng ngày qua từng bài học. Em giữ gìn bàn học của mình rất cẩn thận, không rạch lên mặt bàn, thường xuyên lau chùi bàn sạch sẽ. Em yêu quý cái bàn học của mình nhiều lắm. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.